Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1722 trên VPCP / KGVX ngày 19 tháng 3 năm 2022, truy đã ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêm, mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em và tiêm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Có kế hoạch mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm khoa học, an toàn và hiệu quả. AgriTechnica Asia Live 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Viện Lúa gạo Quốc tế, Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức. Mục đích của sự kiện nhằm thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa và nông nghiệp số để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua việc tăng năng suất, thu nhập và giảm tác động xấu với môi trường. AgriTechnica Asia Live 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022 với khoảng 3.000 đến 4.000 người tham dự và được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.